như thế, thà gần như thế, thà đừng có nếu kéo nát tan lòng nhau chia hỡi em. Thà như thế, thà rằng như thế, thà đừng nhắc đến nữa con số 23. Thà đừng nhắc đến nữa con số 23. Ủa? Gì vậy? Thà đừng nhắc đến nữa con số 23. Đúng rồi. Ok, cũng được đó. Giấc mơ của mẹ, xem trọn bộ hoàn toàn miễn phí trên ứng dụng VEON. Mưa một giây héo hắt, bước chân anh trên đường khuya hoang vắng. Bắn xe nha, phải. Bao yêu thương nơi này ta đã có, chính nơi đây chúng ta xa rời nhau. Khi ôm, bây giờ ta mới biết trái tim anh không còn như lúc trước yêu. Sau đêm nay hai đường hai lối bước. Đường đi mới sẽ vắng bóng em bên đời anh. Cuối ta nắm tay nhau thì hãy nói hết đi em. Những năm tháng yêu nhau giả vờ. Mình cứ cố gắng bên nhau, hạnh phúc vun đắp ai kia. Nói đi đến nơi nào cho chúng ta. Sao vậy? Có chữ mà. Lòng vẫn không có đáng câu rằng trái tim vẫn yêu em. Chẳng thể sống bên người như lúc xưa. Em dẻo không? Có ai đóng MV chính nữa kìa. Quá tốt. Trời ơi! Vẫn phải! Trời, có hợp game nào của tên. Có vậy thôi. Sau đêm nay, hai đường nào đôi bước. Đừng đi mới xa mất bóng em bên đời ai. Lần cuối ta nắm tay nhau thì hãy nói hết đi em. Những năm tháng gần nhau xa vời. Cố gắng bên nhau, hạnh phúc vun đắp ai kia. Lối đi đến thế nào cho chúng ta. Thế thôi cứ chia tay dù biết sẽ tốt cho nhau. Mà cứ bước em về với người. Lòng vẫn không nói nên câu rằng trái tim vẫn yêu em. Chẳng thể sống bên người như lúc xưa. Đừng ta nắm tay nhau. Ai hát vậy? Ai hát vậy? Thiếu á. Bởi vì những năm tháng yêu nhau gió. Thế ghê vậy? Đừng cố gắng bên nhau hạnh phúc. Ai kia lối đi đến nơi nào cho chúng ta. Vẫn không biết những câu rằng trái tim vẫn yêu em. Chẳng thể sống bên người. Bên người sao ạ? Nhái giọng người đó luôn. Mình đã từng làm một cái phiên bản nhái giọng trong toilet rồi. Bây giờ là nhái giọng trên xe đò mà là có âm nhạc. Còn gì bằng tới tôi là mất em. Là cái mất em rồi. Thù đấy em ơi. Lạc mất em rồi, là lạc cả một đời anh. Hay quá à. Hay dữ trời. Một đời anh mãi đi tìm. Chưa hát thật vậy. Một đời trọn kín nỗi niềm. Một đời anh vui sâu trong thương nhớ.
đúng. Người có biết quánh chén sự đại tội nghiệp bé Phan. Mình anh uống để say. Trời sao đánh Phan hoài vậy? Say thì thầy rối rắn mình. Đây là một kẻ đau tình. Thì em ơi, đừng để ta lạc mất một trái tim. Yo! Một trái tim vẫn còn trong một trái tim. Dù anh đã biết. Hey. Anh giận mình tại sao không nói trước. Để bây giờ mình mãi lạc mất nhớ. Muộn rồi, muộn rồi. Phải không em? Dù trong giây phút cũng làm tim anh như ngừng đập. Đừng trách sao, tại sao anh không nói. Để bây giờ mình mãi lạc mất nhau. Muốn rồi, muốn rồi. Ủa vậy vậy? Phải không em? Liệm rồi, liệm đi rồi. Lạc mất em rồi, từ đây em hơi. Lạc mất em rồi, là lá cả một đời anh. Một đời anh mãi đi tìm. Một đời nó một đời anh vui sống trong thương nhớ. Ủa? Một trái tim vẫn còn chờ một trái tim. Giờ anh chỉ biết là yêu em chẳng tuyệt vọng. Anh giận mình tại sao không nói trước. Để bây giờ ta mãi lạc mất nhau. Đến ngày bóng nhớ. Người đến đây xin một lần. Người đến đây dù trong giây phút thôi cũng làm tim anh như ngừng đập. Đường trái sao, tại sao anh không nói. Để bây giờ mình mãi lạc mất nhau. Muộn rồi, muộn rồi. Phải không em? Người đến đây, bà già dữ. Xin một lần, người đến đây. Dù trong giây phút cũng làm tim anh như ngừng đập. Đường trái xa, tại sao anh không nói. Để bây giờ mình mãi lạc mất nhớ. Muộn rồi, muộn rồi. Phải không em? Hay quá anh Hưng ơi. Anh Hưng là phải có cái khăn nữa. Giờ tới ai? Giờ tới ai? Làm đi. Làm hát. Không, em đói lắm. Rất đi hết hát giọng ai? À, để em suy nghĩ coi. Ở bên kia bầu trời, về đêm chắc đang lạnh dần. Và em giờ đang chìm trong giấc mơ êm đềm. Gửi may mắn vào phòng, vòng tay cô anh nồng nàn. Nhẹ nhàng ôm cho anh hình giấc ngủ ngon. Ở bên đây bầu trời thì mưa cứ rơi hương hờ. Để tim anh cuộn cao và da diết trong nỗi nhớ.
dường như anh nhớ về em. Sao? Gửi cho em đêm lung linh và tình trong đời biến lớn. Gửi em những ngôi sao trên cao, tặng em chiếc hạt gió ăn, gió ăn. Để em thấy chẳng hề cô đơn, để em thấy mình gần bên nhau, để em vững tin vào tình yêu hai chúng ta. Rồi cơn mưa đi qua đi, ngày mai lúc em thức giấc, năm mai sẽ hôn lên môi em, nụ hôn của anh ngắm em. Và em hãy cười nhiều em nhé, vì em mãi là niềm hạnh phúc của anh mà thôi. Yeah yeah. Cái việc mà các bạn thắng thua trong cái chương trình Loto tối nay sẽ quyết định chỗ ngủ của các bạn. Trời ơi, cố lên nha, cố lên. Sáng giờ tụi tôi chơi không hơn thua lắm. Đúng rồi. Bây giờ tụi tôi sẽ hơn thua ra mặt. Một rapper, một ca sĩ và một chùm Loto. Với cái lực lượng như này thì xin hỏi là mình có thể không chơi Loto được không, để mình ra chỗ ngủ luôn? Anh nói vậy. Ngủ luôn à. Rick với lại anh lắm, Tuấn là lắm. Đúng lắm, ok lắm, con số gì đó. Vô. Tôi hát không cần biết, anh đừng đập. Đang quan con số gì ra? Rồi đó là con mấy, con mấy gì đây, mấy gì đây, mượn cái tay. Thua. Cứu tôi, cứu tôi. Cứu em đi. Em không biết bài gì hết. Lại đi. Ủa chứ mấy bạn, em biết ca sĩ nào? Ung Hoàng Phúc. Đâu? Hãy như thế, 2, 3. Cô gì ra? Hai cô nhắm mắt, 2, 3. Gì đang số gì ra? Là số gì ra? Ra là con mấy gì đây? Mấy gì đây? Thà như thế, thà gần như thế, thà đừng có nếu kéo nát tan lòng nhau chia hỡi em. Thà như thế, thà rằng như thế, thà đừng nhắc đến nữa con số 23. Thà đừng nhắc đến nữa con số 23. Ủa? Gì vậy? Thà đừng nhắc đến nữa con số 23. Đúng rồi. Ok, cũng được đó. Rồi các bạn sẽ phải cố gắng rất nhiều trong ngày hôm nay, là bởi vì ngoài cái việc là đội chiến thắng sẽ được ngủ sướng ra thì đội chiến thắng còn sẽ mang về bánh mứt trong cái chương trình cùng nhau làm nên Tết của chúng ta, cùng với những cái phần quà của các nhà tài trợ Lipton, Cholimex, Bi Sài Gòn nữa. Là tặng riêng hả chị? Có tặng riêng nữa. Ôi. Bước lang thang qua từng vỉa hè, biết đêm nay đi về nơi đâu. Dạ cho em hỏi nó có tặng thiệt hay không? Tặng thiệt không chị? Không, em không tin là bữa ở ở gì Bình Bình tặng xong rồi mang về. Tặng cái áo tụi tôi không được nhận được, và ai để gọi là chiếm hữu tụi tôi rồi. Ngày mai các bạn sẽ nhận được. Thiệt không? Thiệt. Tôi không nói thì cái câu chuyện này nó sẽ đi về đâu? Sẽ bị chìm vào quên lãng. Đúng rồi. Lớn chuyện cho anh. Lớn chuyện. Tôi kìa dùng luật sư của tôi và công nghệ va của tôi. Đúng. Để quay lại thước phim vừa rồi. Anh chuyện với Bích Phượng, luật sư của tôi. Hiện nay chúng tôi đang có tới 150 cái áo, lần các bạn không sợ thiếu phần nha. Ừ, ok luôn. Vậy được rồi. Đi. Ok, stay. Sao hay đòi quà của chương trình quá, mình làm chương trình là vì khán giả chứ sao hay cái đòi hỏi quá. Anh cứ nói chuyện đưa khán giả vô hoài, anh cứ quà đó là quà kỷ niệm. Thì em phải giao lại cho khán giả thôi chứ em cứ lấy nào lấy cho bản thân mình. Chứ cái gì nữa? Thằng bé thật là khéo mồm khéo miệng. MC mà lị. Trời ơi.